Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về ý nghĩa 12 cung số trong khoa tử vi. Các bạn đã hiểu hết về 12 cung số chưa? Đấy, hôm nay chúng ta tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa của 12 cung số trong luận đoán. Đầu tiên là về cung mệnh. Cung mệnh là cái gì? Cung mệnh là cái mình bắt đầu, cái khởi đầu của mình này. Lúc nào cũng là cái sinh ra tử mệnh như này, những năm tháng đầu đời nó chính là cung mệnh này. Cung mệnh, cái quan trọng nhất mà cái cung mệnh nó truyền đạt là cái gì? Tính là cái tính cách của con người. Tính cách này nó quyết định số phận, đúng không? Số phận, tính cách như thế nào thì số phận con người nó như vậy thôi. Đấy, con người nó số phận nó do tính cách. Chúng ta muốn thay đổi số phận đơn giản, chúng ta chỉ cần thay đổi tính cách mà thôi. Đấy. Một cái người mà sân si nhiều thì chúng ta bớt sân si lại thì nó tự nhiên cuộc đời của mình nó sẽ tươi đẹp hơn, đúng không? Một người ăn chơi nhiều, bắt đầu người ta thì thay đổi, người ta cố gắng hơn thì tự nhiên cuộc đời của mình nó sẽ thay đổi rất là nhiều, thay đổi theo một cái hướng là ngoài ngoắt 180 độ. Thứ hai là cái gì? Cái phần mà thể chất. Thể chất cơ địa, sức khỏe này, chiều cao này. Đấy, đấy là cái phần mà cái giá trị bên ngoài. Đấy. Sức khỏe, phần trí tuệ nữa. Đây là những cái phần bên ngoài, đúng không? Nó còn thể hiện cái gì? Cung mệnh nó thể hiện những năm tháng đầu đời. Những cái thời gian, những năm tháng đầu đời của chúng ta như thế nào, nó thể hiện ở trong cái cung mệnh này rất là nhiều. Đấy. Nó thể hiện cái gì nữa? Nó thể hiện đây là cái tính cách là nó bao trùm hầu như rất là nhiều thứ này. Nó thể hiện cái gì? Nó một cái rất là quan trọng, cái rất là hay, đó chính là nó thể hiện cái khoảng thời gian, cái không gian xung quanh chúng ta. Không gian xung quanh trong cái khoảng thời gian đầu đời này, đấy, nó thể hiện rất nhiều cái khoảng không gian và cái thời gian xung quanh chúng ta, những cái biến cố nó liên quan đến chúng ta, những cái biến cố. Kể cả biến cố trong gia đình hay cái biến cố mà ngoài xã hội, nhưng mà nó phải liên quan đến chúng ta nhé. Đấy. Ví dụ như là khi mà mệnh mình có cái bộ sao tốt, đúng không? Đấy, bộ hóa lộc hay lộc tồn thì tự nhiên cái thời điểm mình sinh ra, bố mình mẹ mình lại làm ăn được, làm ăn khá hơn. Khi mà gặp cái bộ không kiếp chẳng hạn thì nó thể hiện cái vấn đề là tự nhiên cái trong thời gian đó thì bố mẹ mình làm ăn nó cũng kém hơn. Ví dụ nó lập cặp cái bộ không kiếp, nó còn thể hiện là cái biến cố, cái tình hình lịch sử, cái tình hình xung quanh chúng ta. Ví dụ như gặp cái bộ khủng khiếp là cái thời chúng ta là thời khá là loạn, đúng không? Rất là nhiều cái vấn đề của xã hội loạn lạc. Ví dụ như trong cái lá số của Tập Cận Bình, đấy, cái cung mệnh này có cái bộ tứ vi gặp triệt này, tứ vi gặp triệt, cái ông vua bị mất đầu này. Thì trong cái thời kỳ đó là bố ông bị mất chức, ông Tập Cận Hưng, đúng không? Tập Cận Hưng phó thủ tướng bị mất chức, và trong cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà đất nước đang biến loạn sau cái cách mạng văn hóa. Cách mạng văn hóa Trung Quốc bắt đầu lật đổ hết, đảo chính hết. Đúng là cái thời kỳ mà vua gặp tử vi gặp triệt, cái thời kỳ đấy. Thế nên là cái cung mệnh nó thể hiện cái tình hình lịch sử, cái tình hình xung quanh chúng ta thôi nhá. Nó ảnh hưởng đến chúng ta thì nó mới thể hiện thôi. Nếu cái tình hình rộng hơn thì nó sẽ không thể hiện đâu. Ví dụ như là cái thời điểm mà bạn bạn chuẩn bị sinh ra chẳng hạn, có một cái biến cố gì đó nó xảy ra trong gia đình thì nó sẽ thể hiện ở đây. Đấy, đây là một cái khá là hay thì chúng ta có thể luận đoán được. Mệnh là cái khởi đầu của chúng ta, là cái chúng ta có thì chúng ta có cái gì? Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận tập tương phùng, là những cái ban đầu người ta cho, đúng không? Cái gọi là cái mình, cái hành trang bước vào cuộc đời của mình, những cái khởi đầu thôi. Còn cung thân nó sẽ là những cái kết thúc, những cái khởi đầu. Chúng ta bắt đầu như thế nào thì nó sẽ thể hiện ở cung mệnh như vậy. Đấy. Sau đó cái thứ hai là cái cung phụ mẫu.
Cung phụ mẫu nó thường thể hiện cái người bố mẹ của mình, cái người sinh ra mình đúng không, bố mẹ, chủ yếu là bố mẹ thôi đấy. Và nó thể hiện một số cái người nữa, ví dụ như người sếp của mình này, sếp cấp trên này, cấp trên nó cũng tính là phụ mẫu nhé. Về bố mẹ thì nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái phần sức khỏe này, sức khỏe của bố mẹ mình này, cái nghề nghiệp, đôi khi là có cái nghề nghiệp cái tính cách của bố mẹ này, và đặc biệt là cái cách mà bố mẹ đối xử với mình, cách đối xử. Xem một số cái là cái duyên nghiệp của bố mẹ, duyên nghiệp, cái vấn đề mà bố mẹ đến với nhau như thế nào, đôi khi nó cũng thể hiện ở trên cái cung phụ mẫu này, cái tình tình cảm gia đình này. Nếu có một số bộ sao đào hoa là biết ngay đúng không? Hai cái một số bộ sao cô đơn là chúng ta sẽ biết ngay cái tác dụng của nó ngay. Đào hoa thì thường là bố mẹ mình thường hay có cái mối tình bên ngoài. Ngày xưa thường khá là phong lưu đấy. Còn bộ sao cô đơn thì thường là sao? Thường là cách trở, có thể nào mình chỉ ở với một người thôi đấy. Hoặc là cái vấn đề mà bố mẹ và con cái nó không hòa hợp được với nhau, đấy chính là cái cung phụ mẫu. Cái tuổi thọ này đúng không? Tuổi thọ của mẹ. Còn cái người cấp trên này thường là thể hiện các cái quan hệ của mình với cái người cấp trên như thế nào. Đấy. Ví dụ những người mà vô chính diện thường là những người mà không có khó mà tìm được cái người sếp ưng ý lắm. Chính diệu hay những người mà sếp phụ mẫu mà có thiên đồng nhá, suốt đời người ta đi tìm một cái người sư phụ, một cái người mà có thể dẫn dắt được, nhưng mà tìm mãi không thấy. Cung phụ mẫu rất đẹp, rất cũng rất là quan trọng, nó là cái người dẫn dắt chúng ta, có thể là bố mẹ hoặc là những người mà cấp trên, thường là nó thể hiện bố mẹ thôi. Cái người cấp trên thì chúng ta chỉ luận phụ thôi. Phúc đức này, cung phúc đức nó để thể hiện cái gì? Thứ nhất nó thể hiện cái vấn đề cái dòng họ của mình. Những cái người trong dòng họ và người họ hàng, đây cung phúc đức thì mình có thể nói ngắn gọn nó là cái ADN của mình. Trong dòng họ nó cùng trong dòng họ thì gọi là trùng, cùng chung cái vấn đề về huyết thống, nó sẽ có một cái phần chung thì nó về ADN. Thế nên là khi mà những cái người trong dòng họ nó có thể là liên quan đến vấn đề về sức khỏe này, tuổi thọ này, khi một số sao xấu vào đây nó sẽ đánh, nó sẽ báo hiệu cái vấn đề mà sức khỏe những người trong dòng họ nó không tốt, thọ trường không tốt đấy, nó là liên quan đến cái vấn đề mà ADN, hay là nó thể hiện các cái truyền thống của dòng họ. Truyền thống gồm các cái quy định này, các cái luật, quy luật ở trong cái dòng họ của mình đề ra những cái quy định gì. Truyền thống là gì? Ngày xưa thì cái phúc đức của cái dòng họ như thế nào? Dòng họ mình có là những người có công với cách mạng hay không? Có hay làm việc việc thiện không? Có hay tích đức không? Nó thể được thể hiện ở đây. Nhưng mà nhiều người làm việc xấu thì nó cũng thể hiện ở đây. Nhiều người mà góa chồng thì nó cũng thể hiện ở đây. Đúng không? Đấy, nó là một cái dớp của dòng họ, nó một cái dớp dớp khi mà cái dòng họ này mà có cái dớp như vậy thì mình rất dễ bị như vậy. Ví dụ như dòng họ có vụ cô thần quả tú ở cung Phúc Đức thì con gái thì cũng phải cẩn thận, đúng không? Ế rất là dễ dính phải, nó giống như cái truyền thống của dòng họ rồi đấy, như vậy rồi. Tiếp theo nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái người ông bà của mình gần gần đây, đúng không? Người ông bà. Đây là những cái gần gũi với mình như này, những người ông bà của mình thôi đấy. Khi mà phúc đức mà đào hoa thiên diêu đây thì ông bà rất là nhiều vợ địa kiếp nữa, thì cái vấn đề là duyên nghiệp để lại từ đời trước rất là lớn. Phúc đức nó để thể hiện cái gì nữa? Nó thể hiện cái phần mộ của mình này, phần mộ của tổ tiên nhé, phần mộ tổ tiên. Phần mộ tổ tiên như thế nào, tốt hay xấu nó cũng ảnh hưởng đến đây, được coi là cái phần mà phúc âm phần tổ tiên đấy. Không không nên là nằm một cái bộ sao xấu, đế vượng hay chàng sinh,
chàng sinh đế vượng phúc Lai Lâm thì hay hơn, con đàn trâu đống thì hay hơn. Khi mà gặp các cái bộ xấu, ví dụ cái bộ bệnh phù, cái bộ mà hóa kỵ Lưu Hà, thì cái khu mà phần mộ này nó dính nước nhiều, Pháp Quân thì gần gần nơi có cái cống nước mà nó không được sạch lắm. Đây là thể hiện cái phần mộ, cái phần mà thờ cúng tổ tiên, thờ cúng tổ tiên đấy, phần hương khói đúng không. Này, hương khói nó thể hiện trong dòng họ mình phát về đường gì, phát về văn học hay là phát về, võ nghiệp hay là phát về kinh doanh doanh thương đấy, nó thể hiện những tất cả những cái người trong đây phát về cái gì đấy, trong đây có hết. Tiếp theo cung Phúc Đức này nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái môi trường này, cái này rất là cái môi trường, nó là một cái bao hòa, bao gồm 12 cung luôn ở trong cái phúc đức này, nó rất là khó để giải thích được. Người báo là phúc đức tốt đúng không, phúc đức có người làm việc xấu mà phúc đức họ vẫn rất là tốt. Rất là khó, rất là khó giải thích đúng không. Những người làm việc xấu nhưng mà không bị quả báo gì đúng không, có thể là cái phúc đức là do cái đời trước họ tích được đúng không? Tốt nhất là chúng ta nên là tích phúc thôi. Còn cái gì nữa, cung Phúc Đức còn là cái vấn đề về thụ hướng này, thụ hướng về tinh thần đấy, đôi khi là cái xu hướng người ta muốn thụ hướng cái gì thì nó sẽ nằm ở cái cung Phúc Đức này đấy. Khi mà cái cung Phúc Đức này ví dụ nó vô chính diệu chẳng hạn, đôi khi là người ta không biết mình thích cái gì đấy, hay lắm. Khi mà Phúc Đức lại có bộ thiên diêu đào hồng đây thì nói chung là người ta biết thôi, thụ hướng về vấn đề liên quan đến tình cảm nam nữ hơn đấy. Khi mà phúc đức đẹp nhất vẫn là cái bộ mà thiên đồng hay cái bộ tham lang đúng không? Tham lang thì là cái cách mà người ta biết hưởng thụ, vừa cái vấn đề là cái gì người ta cũng biết cả, tứ khoái là đủ hết đấy. Cái người ta gọi là một trong những cái sướng là người ta nếm trải đủ mọi thứ, hay là những người mà có tham lang có thiên đồng. Đấy là phần thụ hưởng về tinh thần, đó là quan trọng. Về tiếp theo là cái cung Điền Trạch, cung Điền Trạch thì nó thể hiện cái gì, nhất là nó thể hiện cái nơi mình ở, như ở nơi cư trú, nhà cửa đất đai của mình. Đấy. Không phải ai cũng có đất đai đâu. Đấy, người ta cái nơi họ ở trọ thì cũng tính là cái cung Điền Trạch, cái nơi mà họ làm việc cũng tính là cái cung Điền Trạch này, cái con đường mà họ đi hàng ngày nó cũng tính là cái cung Điền Trạch này. Đấy. Đấy, cái nơi ở này như thế nào đúng không? Cái nơi ở như thế nào? Đấy, nó có hết đấy. Nếu bạn ở một cái trình độ cao, bạn có thể tả được cái ngôi nhà. Tả được cả cái ngôi nhà nó thế nào ấy. Tả được cả ngôi nhà, trong nhà có nó có cái gì đấy, chúng ta thì miêu tả được cũng khá là rõ khi mà đến một cái trình độ nào đó. Trong nhà có gì, đất đai có nhiều hay không này. Và quá trình này, quá trình mà chúng ta sắm sửa nhà cửa đúng không, quá trình mà chúng ta đậu đất đúng không. Rất nhiều người là hỏi là em có mua được đất hay không, đấy nó cũng đều nằm ở cái cung điền này, quá trình về đậu. Hay là một số người dùng cái tiền Điền Trạch này để cất tiền đúng không, là cái nó gọi là cái để lưu trữ tiền bạc, bán hết tiền cứ đổ vào mua đất, để đất để dự trữ lại đúng không, thì nó sẽ đổ hết vào cái cung Điền Trạch này. Cung Điền Trạch đóng vai trò là một cái dự phòng, cái đất dự phòng là người ta dùng để dự trữ đất đấy. Hỏi cái phong thủy đất như thế nào đúng không, phong thủy đất như thế nào, cái bố trí nhà cửa như thế nào, bố trí khoa học không, bãi rác thì có đặt ở trước cửa không, nhà vệ sinh như thế nào, vẫn có thể xem được một số cái lỗi nó hiện lên, cái lỗi phong thủy nó hiện lên.
Phong thủy này có phần dương và phần âm đúng không? Phần dương trạch và âm trạch. Âm trạch có thể liên quan đến một số cái vấn đề như là vong linh ở đất này nó có hay không này. Đấy. Rất là nhiều thứ. Phong thủy chỗ nào bị xung sát này chính là cái phong thủy, lỗi phong thủy ở trong cái khu đất này. Đấy. Hay là xem được cái vấn đề mà cái người trong nhà, tình cảm của cái người trong nhà như thế nào. Tình cảm hòa khí của người trong nhà. Đấy. Đấy. Khi mà cái bộ này chẳng hạn nó đi một số bộ sao tốt thì cái không khí trong nhà nó vui vẻ, bộ thiên hỷ, bộ hóa lộc, đào hoa thì cái không khí khá là vui vẻ. Mà khi đi cái bộ ví dụ như tang môn, bộ sao cự môn chẳng hạn, hóa kỵ rằng vấn đề mà cái không khí trong nhà nó rất là nặng nề ngay. Đấy. Ừ. Hay là cái không gian của ngôi nhà này, ví dụ như này điền mà có tang môn chẳng hạn, về nhà cái thấy buồn, nó buồn lắm, buồn như cái đám ma vậy, về nhà cái là muốn roi giường ngay vì nó không có cái gì chơi cả. Tang môn đóng điền về nhà phát là mình phải lo nghĩ cô thần đóng điền thì nó cũng buồn lắm. Đấy, xung quanh có khi chả ai chơi, chả có hàng xóm nữa, có khi là nhà mình nó nằm ở cái chòi. Đấy, nó chả xung quanh chả có ai. Đấy, xung quanh mọi mọi nhà nó đóng cửa hết. Đấy. Đấy. Nhà mà có hoa lộc thì lại vui, hoa cái thì lại vui, nhà mà có cô thần thì thôi, khi là chả có ai nói chuyện. Ăn cơm xong lên giường ngủ, cái cách mà bộ sao nó thể hiện cái tình cảm ở trong gia đình. Đấy. Hóa kỵ chẳng hạn cái cách mà đối xử với hàng xóm này, hàng xóm em ví dụ như cung điền mà có hóa kỵ chẳng hạn thì vấn đề mà mình đối nhân xử thế với hàng xóm nó sẽ không được ổn lắm, đúng không? Có thể là dễ tranh cãi, dễ kiện tụng. Nó thể hiện cái gì nào? Nó thể hiện cái vấn đề mà chúng ta, một số cái vấn đề, cái công việc của chúng ta này, một số người nó thể hiện công việc rất là rõ ràng. Ví dụ như những người mà làm về xây dựng thì cung điền của họ hay có đào hoa này, có cái bộ sao liên quan đến kiếp sát, cái bộ kình dương này, thất sát này. Đấy, nghĩa là họ làm cái công việc liên quan đến kiến trúc nhà ở, cung điền nó hay có cái một số bộ sao liên quan đến sáng tạo. Đấy. Đấy, hoặc là những người mà vận chuyển nhá, làm cái nghề mà chuyên đi nhá, thì cung điền của hay có quân thiên mã hoặc điền lâm thiên không này, suốt ngày đi là không ở nhà là có bộ thiên không này, hoặc là cung điền nó bị tuần triệt, không người ta không ở nhà mấy. Nó thể hiện cái cung điền rất nhiều. Cung điền nó còn thể hiện một số cái tai nạn của mình đúng không? Mình mà hay bị tai nạn là nó cũng thể hiện cái cung điền này bị triệt, hoặc là thiên mã nằm cung điền bị triệt, rất hay bị tai nạn, hay bị ngã nghẹo thứ. Đấy, hoặc là ví dụ hay bị mất đồ chẳng hạn, đúng không? Phục binh đóng điền, hai bên có địa kiếp, địa không, đúng không? Ngoài xem cung điền, chúng ta xem có cái cung đối này. Cung đối diện có cái gì này, cung tam hợp và hai cung hai bên này, hàng xóm như nào này. Đấy, có thể là nó thể hiện cái quan hệ vợ chồng, cái tình cảm vợ chồng ở trong gia đình nữa. Đúng. Đấy, thể hiện thế hết đấy, rất là nhiều thứ ở trong cung điền trạch này. Đấy. Tiếp đến là cái cung quan lộ thể hiện gì? Thứ nhất là cái công việc của mình đang làm. Mình đang làm được gì? Cái năng khiếu của mình là làm việc gì, mình có chuyên môn gì. Đấy. Thường thì chúng nếu mà xem công việc thì chúng ta phải kết hợp cả thưởng mệnh tài quan mới có thể ra được, đôi khi là xem cả cung tật nữa mới có thể ra được cái nghề nghiệp, rất là khó. Đôi khi một số người nhìn cái là nó ra nghề thôi, một số người thì rất là khó, đúng không? Xem cả cung tật, nghề nó đi với nghiệp, nghiệp nó nằm ở cung tật đây này. Đấy, đây là cái cách mà chúng ta xem. Nó thể hiện cái cách mà bạn làm việc này, có nghiêm túc, có nghiêm chính hay không. Đấy, là cái cách mà bạn làm việc, cái quá trình công tác này, quá trình học tập nữa, nó xuất phát từ cái quá trình học tập ngày xưa nữa. Đấy. Quan lộ mà quan nó bắt đầu từ cái thời mà
quan đới lâm quan nữa. Đấy, bắt đầu từ thời mà đi học nữa. Đấy. Khi mà cái bộ ví dụ như các bộ chuẩn triệt ở đây có thể là có thời gian mà mình sẽ phải bỏ học giữa chừng, cũng quan lộ. À, quá trình học tập, cái khả năng, cái năng lực, à, cái năng lực, à, cái độ thông minh, à, cái suy nghĩ của mình, à, có cái đặc biệt cái bộ quan lộ này, quan lộ nó thể hiện cái suy nghĩ, còn tài bạch nó thể hiện cái hành động. À. À, những người mà thông minh là xem cái cung quan lộ này, à, cung quan lộ, cách mà người ta thể hiện như thế nào. À. Ví dụ trong cung quan có bộ đào hoa kiếp sát, bộ đào không sát, hay cái bộ về pháp quân này rất là thông minh như này, cái bộ thiên hình này rất hợp làm những cái ngành về khoa học tự nhiên, làm về thiết kế, à, đào hoa thiết kế là đẹp đấy. Làm về sáng tạo nội dung đấy, bộ đào hoa đấy. Đóng vào cung quan lộ, cung quan đó là cái suy nghĩ, à, cung tài là cái hành động, thế nên khi mà cung tài nó đóng chệt vào đây này, à, đôi khi mà mình nghĩ mà mình không làm chính là cái cung quan lộ này. À. À, còn cái cách mà đồng nghiệp đó, đồng nghiệp đối xử với mình, cái đồng nghiệp, à, cách như sao đối xử với, à, cấp trên như thế nào, con đường thăng tiến như thế nào, có rất nhiều, à, đa phần mọi người hỏi về cái công danh này nó có phát triển hay không, đến đạt hay không, mà theo cái nghề gì, đấy, nó cũng nằm ở trong cái cung quan lộ này hết. Cung nô bộc thì sao? À, cung nô bộc nó thể hiện khá là nhiều cái đối trọng bên ngoài, cái đối trọng với những người mà chúng ta tiếp xúc này, ừ. À, kể cả những cái người mà tiếp xúc online, online hay có bộ thiên không này, những người online trên mạng cũng là những người mà chúng ta, à, tiếp xúc vào, à, cái khách hàng của chúng ta này đấy, cái bạn bè của chúng ta nó cũng tính vào cung nô bộc, khách hàng, đối tác, bạn bè. Đấy, rất là nhiều, nó thể hiện cái gì, cái mối quan hệ của mình, đúng không, mối quan hệ của mình với bên ngoài, cái kiểu người mà mình hay chơi, đấy, đấy. Rất nhiều nó thể hiện những cái. À, có thể là những người làm của mình, như những người mà làm về công ty, đúng không, những người làm cho mình, những người làm thuê này, làm thuê cho mình. Nô bộc thì nó mang một cái tính chất là nó hơi xa, hơi, nó sẽ nói về những cái người mà nó hơi xa lạ với mình một chút nữa trong cái cơ nghiệp. Ví dụ như làm công ty thì cung nô bộc nó hay có cái bộ thiên lương này. Đấy, thiên lương cái bộ lâm đất trường sinh, cái đất lâm quan đấy, những người mà, à, có cái khả năng mà họ có cái cung nô rất là đẹp, rất là vượng này, à, hay là cái thế mà cung tài thì hợp với cung nô này, là cái cách kinh doanh rất là hay, người ta có rất là nhiều cái đối tượng khách hàng trung thành với mình, để giúp sức rất là nhiều trong kinh doanh. À, và khi mà cái cung nô bộc lại lục hại, ví dụ nằm hai cái vị trí này thì nó lô một lục hại với cung quan, à, cái vấn đề là người ta sẽ gây cái khó khăn cho mình trong công việc rất là nhiều. Nó bộc thì nó cũng cũng rất là nhiều cái cách mà mình có được nhờ hay không này. À, không hay có bị quấy nhiễu hay không này. À, có các bộ mà hóa kỵ hay tăng môn thì cũng hơi mệt về bạn bè. À, mấy cái bộ phá quân em Thiên Đồng chẳng hạn, lúc mời đi ăn thì được nhưng mà nhờ giúp gì thì hơi khó. Các cái bộ ví dụ như đại hào chẳng hạn, đóng vào đấy thì thôi tốt nhất là không nên cho vay tiền. Ngay cái bộ mà đào hoa đóng vào đấy thì lại có nhiều bạn khác giới hơn, mối tình, đặc biệt khi đào hoa đóng vào đây này thì mình được có cái mối quan hệ rất là rộng. Đào hoa tiếp tục với cái cung thiên di này, cung thiên di đi thể hiện của mình, cái cách mà mình thể hiện, cách mình thể hiện ra bên ngoài. Mệnh như này, mệnh là cái chủ chốt, đúng không, à, khi mà chúng ta ra thiên di chúng ta mới thể hiện cái con người mình nó ra nhiều, đúng không, à, cái môi trường bên ngoài, bên ngoài
tác động bên ngoài. Ngoài ra khi mà trong cái hệ phái thiên lương thì nó đánh giá cung Gen Z khá là quan trọng. Mệnh này trong cái đánh giá theo thế và dụng này, thế mệnh là thế, thiên di là dụng, đúng không? Cái cách gọi là binh pháp tử vi đấy. Nhận xét cái mệnh này này, đặc biệt là cái dùng cái tử vi này để xem bói này. Mệnh đây là cái gì? Mệnh đây là cái thế trận, cái là mình như này, bản thân mình này. Thiên di là thế giới bên ngoài này đấy. Khi mà cái thế giới, cái thiên di này nó mạnh quá, nó nhiều bộ sát tinh nó đánh về quá thì gọi là cái cách mà chủ hiền khách hiếm, quân tử gian nan đấy, nó không được tốt lắm, đúng không? Khi đó thì người ta có xu hướng là người ta định lại nhảy sang bên ngoài. Khi mà thiên di có sao tốt thì người ta lại nhảy bên ngoài đấy. Là như vậy. Thiên di nó thể hiện cái gì? Cái sự đi lại của mình này. Đấy, cái sự đi lại của mình sang bên ngoài, cái tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Những người mà mệnh vô chính diệu rất là quan trọng với cái cung thiên di này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến người vô chính diệu. Vì khi người ta ra ngoài thì người ta mới tìm được cái bản chất của mình. Tiếp theo là về cung tà đách. Cung tà đách đây nó thể hiện cái gì? Tật đây vừa là tật vừa là ách này. Nó thể hiện cái ốm bệnh tật của mình này. Bệnh tật, sức khỏe. Đấy, đúng không? Tất nhiên là bệnh tật gì nó thể hiện trong cung tật ách này. Cung tật ách này hết. Đấy. Nhưng mà trong cung tật này nó vẫn thiếu nhé. Nó không đủ không? Đấy, chúng ta phải xem rất là nhiều cung để các bạn xem cái bài xem cung tật của mình nhé. Xem khá nhiều cung thì mới có thể biết được bệnh tật, sức khỏe này, những cái tật xấu của mình này. Đấy. Xấu của mình. Cái gì tật xấu của mình là nó giấu ở trong cung tật hết. Hóa kỵ các thứ này. Đấy. Hóa kỵ thiên hình, những cái tật xấu của mình hay những cái điều kiện bất lợi này. Ví dụ như là mình hay bị hàm oan này, hay bị phạm luật này, phạm lỗi này, đấy, đúng không? Thì nó cũng liên quan đến cái tật ách này, pháp luật này, đấy. Chính là mình hay vi phạm thì nó cũng trong cung tật ách này, hay bị ra đồ oan cho cũng nằm ở trong cung tật ách này hết. Mình hay bon chen với người khác thì nó cũng nằm trong cái này. Cái tật xấu thì thường là nó hay nằm trong cái cung tật ách này. Đấy. Chúng ta làm việc gì xấu thì nó thể hiện trong cái cung tật ách này. Cung tật ách còn thể hiện cái gì nữa? Gọi là cái đây là cái tật xấu nội tâm giấu kín của con người. Nội tâm âm thầm giấu kín, xem cung tật là xem cái nội tâm của họ. Đây. Tiếp theo là cái gì? Cái phần một số cái phần tiền kiếp nữa. Tiền kiếp của người ta. Thì thường là cái cung tật ách cái coi như là cái mà chúng ta nợ. Nợ cái kiếp trước hoặc là vô lượng kiếp trước chúng ta phải trả. Đấy, kiếp này chúng ta phải trả, đúng không? Trả ở cái tật, đúng không? Chúng ta nợ cái gì thì chúng ta phải trả cái đấy thôi. Đấy. Tật ở đây sức khỏe, tật xấu còn nó còn là cái tật, ví dụ như cái tật tật liên quan đến di chuyển chẳng hạn, nó cũng là một cái tật. Đấy, tật khúc xạ mắt cũng là cái tật thôi. Đấy, tiếp theo là về cái cung tài bạch. Cung tài bạch nó thể hiện cái gì? Tiền, đúng không? Tiền, nhưng mà chính xác cung tài bạch nó thể hiện cái dòng tiền của chúng ta, dòng tiền luân chuyển của chúng ta. Đấy. Thể hiện cái cách mà chúng ta tiêu tiền. Cách sử dụng luôn, cách cách đầu tư tiền, cách đầu tư, tư duy kiếm tiền. Đấy, nó thể hiện rất là nhiều. Đấy, khi mà cung tiền nó là cái dòng tiền của chúng ta thì khi mà rất sợ khi mà cung điền cung tài nó bị tuần triệt, nó đóng vào thì nó bị
kìm hãm lại cái dòng tiền của chúng ta. Nếu mà nó không có các cái sao động như là cái bộ mà Lưu Hà, đấy, Lưu Hà Thanh Long là những bộ sao động nhưng mà động theo cái kiểu ngầm. Đấy, cái bộ đấy thì không sợ tuần triệt, thế nên là nó vẫn trong cái thế tuần triệt mà có cái bộ đấy thì nó vẫn luân chuyển được dòng dòng tiền nhé. Đấy, thì người ta khi mà có một tuần triệt thì cái cách là người ta khó giao thương được với bên ngoài hơn. Đấy, người ta có thể là giao thương qua cái người khác, qua thêm một cái người khác nữa. Đấy, không làm người trực tiếp được. Cung quan thì cung tài thì là cái cách người ta chi tiêu đồng tiền như thế nào, cái cách nhìn của người ta thôi. Đấy, giàu có hay không thì cũng có thể xem cung cung tài được, xem cung tài hoặc là xem cung điển. Đây này, nhà giàu là biết ngay, nhà to nhà cao cửa rộng biết ngay, mua đất tích trữ là biết ngay, đúng không? Có khi này những người mà cung tài này có bộ thiên không này, trong tiền làm gì có, trong túi làm gì có tiền đâu. Đấy, những cái người doanh nghiệp đấy, thiên không cư tài. Đấy, rất nhiều người mình gặp nhé, thiên không cư tài, trong túi không có đồng tiền nào đâu, tiền để hết trong đất rồi, để hết trong công ty, trong đang vận hành công ty gọi là xoay vòng vốn, xoay vòng này. Đấy, công ty có hàng trăm tỷ nhưng mà nằm trong cái vòng xoài vòng rồi, trong túi không còn đồng nào hết, cung tài có thiên không. Ai bảo người ta không có tiền đâu, nhưng mà tiền người ta đang nằm ở trong cái vòng tròn này rồi, đang xoay vòng, người ta lấy ra thì nó vẫn có thôi, nhưng mà người ta vẫn cái cách mà người ta vận hành cái dòng tiền thôi như thế nào. Đấy, đúng là người ta gọi là thiên không khu dài, không có tiền thì cũng là đúng. Hay những cái người mà ví dụ như là Bill Gates chẳng hạn, cho hết tiền vào quỹ từ thiện đi thì nó cũng là thiên không mà cư tài. Đấy, mình nói rất nhiều cái bài thiên không rồi, các bạn có thể xem cái bài thiên không của mình. Đấy, cái cách mà người ta sử dụng cái đồng tiền rồi. Cung tài còn là cái hành động của mình đó, mình nói nãy rồi, hành động. Người mà dám nghĩ dám làm thì cung tài nó có cái bộ không kiếp, nhiều bộ sát tinh hơn. Người dám nghĩ dám làm, nghĩ là làm thôi. Đấy, việc nên làm thì làm thôi. À, về cái cung tứ tức thì sao? Đây, tứ tức là về vấn đề về con cái của mình. Con cái có thể là con cái của mình hoặc cái con cái của người chồng, đúng không? Đôi khi là như vậy. Con cái, vấn đề là cái gì nhá? Tứ tức nó thể hiện một số cái phần, ví dụ như những cái người con nuôi này, những cái người mà đệ tử của mình này, những người mà mình phải coi là thân thiết lắm thì mới được cho vào cái cung tứ tức này. Cấp dưới, một số cái cấp dưới của mình, một số cái cấp dưới thân cận của mình. Đấy, ví dụ như tứ tức có bộ quan phúc này, hay có cái đệ tử, đúng không? Nhận đệ tử, quan phúc, quan quý, Khôi Việt hay nhận đệ tử đó. Đây là theo gọi là học trò đấy, học trò ruột đấy. Đấy, con gái là nói về vấn đề gì? Con cái số lượng này, mà bọn nó học hành ra sao này, đấy, tính cách như thế nào này, sau này cái kinh tế của nó là như thế nào. Đấy, cái mình vấn đề mình nuôi dạy này, nó như nào và nó đối xử với mình như thế nào này, cái quan trọng nhất đây này. Nó có bộ sao đẹp thì sau này nó còn nuôi, cố gắng nó nuôi mình được. Khi mà nó có toàn cái bộ sát tinh thì nó nuôi nó chưa nổi, sau có khi là mình lại phải mang tiền đi trả nợ ở nó nữa. Đó, khi mà cái cung tứ tức này nó thể hiện khá là nhiều cái vấn đề mà về cái hậu vận của mình. Đấy, rất là nhiều. Khi mà cung tứ tức đẹp thì có phần cái hậu vận của mình nó sẽ khá hơn một chút, à, đúng không? Nó đẹp thì tất nhiên là mình có thể nhờ được nó rồi, còn nó mà xấu thì có khi là mình phải giúp ngược lại, vất vả lắm. Đấy, cái vấn đề tất cả cái cuộc sống của cái người con của mình. Đấy, nhưng mà không phải cái cung nào nó cũng thể hiện hết đâu. Có một số cung thì ví dụ nó có hai con sao rồi, có đúng hai con rồi. Đấy, có một số cung nó có hai con sao rồi, làm sao mà nó thể hiện hết một đống như vậy. Tùy thôi, tùy từng cung. Cái khả năng luận đoán của người 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 thầy nữa. Đấy, cung phu thê, cung phu thê như thế nào, cung phu thê nó thể hiện cái gì? Đây là chấn
chắc chắn là những người hôn phối của mình rồi. Đấy, hay nó còn thể hiện những cái mối tình của mình, mối tình lâu dài. Và những cái mối tình dài đấy, của mình đấy, nó cũng cho được vào cái cung phu thê này, hay là cách mình chọn cái người chồng, cái người hôn phối, cách mình chọn nhé. Chọn được hay không nó là một vấn đề. Đấy. Mình thích cái kiểu người như thế nào nó đều hầu như nó thể hiện trên đó hết. Đấy. Và nó thể hiện cái gì? Cái cách ấy, quan trọng nhất là cái cách cách người kia đối xử với mình. À, cái cung phu thê này nó là cái sao gì không quan trọng nhá. Cái đúng rồi, cái cung phu thê này nó là cái sao gì, và cái mệnh của cái người ta ở trên lá số người ta là sao gì, cái mệnh ở đấy, cái lá số của người ta không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở đây cái cung phu thê của người ta là cái gì này. Ví dụ như bộ thiên đồng chẳng hạn, đấy đúng không, thì cái vấn đề người ta này rất là vui vẻ, rất là hoạt bát chẳng hạn. Ví dụ như cái bộ thiên lương này, thiên lương đóng phu thê sao, rõ ràng là người ta có thể là rất là hiền lành, người ta có thể là chăm lo được nhà cửa cho mình đúng không. Mặc dù là cái lá số của người này, của cái người thiên lương này, cái lá số của họ lại là cái lá số mệnh phá quân chẳng hạn, đúng không, thì ra ngoài họ có thể là phá quân, nhưng mà về nhà lại họ lại phải lo lắng lo toan được cái gia đình này, đóng vai trò là người thiên lương này. Đây là cái cách mà người hôn phối đối xử với mình. Đấy. Người ta là cái gì không quan trọng, người ta mệnh gì không quan trọng, nhưng mà cái cách mà người ta đối xử với mình thì nó thể hiện ở đây rất là nhiều. Tiếp theo là cái thọ duyên này. Đấy, thọ duyên là cái chúng ta có thể ở với nhau lâu hay không, hay cái vấn đề về thọ trường này. Thọ trường thì một số cái lá số nó thể hiện thôi, phần lớn nó sẽ không thể hiện đâu. Đấy. Nó thể hiện vấn đề về cái công việc này, kinh tế của người chồng này, kinh tế của gia đình nhà chồng này. Đấy. Nó thể hiện cái hình dáng tính cách đúng không? Hình dáng tính cách của người chồng. Đấy. Đấy, nó nói về cái đời sống hôn nhân của mình. Đấy. Rất là nhiều. À, cung phu thê nó đối cung với cái cung quan lộ này, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cung quan lộc của mình đấy. Đấy. Khi mà cái cung phu thê này tốt là cái đường công việc nó mới tốt đấy. Khi mà mấy nhà các bạn để ý, nhưng mà nếu mà vấn đề mà gia đình lục đục thì vấn đề về cái công việc này nó cũng không ra sao cả. Đấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cái bến là cái cung huynh đệ này. Cung huynh đệ nó thể hiện tất nhiên là anh chị em của mình. Đấy, anh chị em của mình có thể là cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Đấy, nói chung là anh em của mình có thể là khác dòng cũng được. Đấy, anh em của mình là được, có thể là những cái anh em kết nghĩa này. Đấy, anh em kết nghĩa nó cũng cho vào cái cung huynh đệ này. Thì nó thể hiện cái gì? Cái vấn đề có thể là vấn đề về cái cách mà anh em đối xử với nhau. Đối xử với nhau trong gia đình như thế nào? Đấy. Cái kinh tế của người anh em mình như thế nào? Cái kinh tế, cái cuộc sống hôn nhân như thế nào? Cuộc sống của người anh em mình như thế nào? Đấy. Mà quan trọng thì nó nằm ở trong cái tình bạn của mình, thì nó vẫn thể hiện cái cách mà người anh em đối xử với mình là chính. Đấy, số lượng anh em. Đấy, chung là vẫn là một cái vấn đề là mình có nhờ được anh em mình hay không, hay là mình là phải gánh. Đấy, vì có hai cái cung hai bên cạnh này. Hai cung này mà xấu là mình gánh mỏi mệt luôn. Đấy. À, cung phụ mẫu đối diện với cung tà đách này, cung này lại tam hợp chiếu với cung tà đách này. Đấy. À, tất cả nó đánh vào cái cung tật của mình, gọi là cái cung tật mà. Đấy. À, hai cung này mà xấu cái là mình cũng gánh mệt luôn.
hai cùng ngày mà tốt, giáp hai bên đó, hai cùng ngày mà tốt thì mình cũng được thơm lây rất là nhiều, đúng không? Vì nó trong thế giáp bên mà, đặc biệt là cái thời gian đầu đời, cái thời gian đầu đời mình bị ảnh hưởng bởi hai cung này rất là nhiều, nó đóng vai trò là cái môi trường xung quanh mình đây, cả cái này gọi là cái môi trường xung quanh mình đấy. Hai cái đấy xấu thì cũng rất là vất vả đấy. Nếu mà vận đi thuận này, cái này vận thứ hai thì chúng ta đều đi qua hai cái này. Đấy, tùy là vận đi thuận nghịch thôi, âm nam dương nữ hay dương nam âm nữ, chúng ta đi vào đại vận nào. Đấy, thì nói chung hai đại vận này mà xấu thì cái vấn đề mà ngay cái đại vận 2 từ năm 12 đến 10 16 tuổi là vấn đề rất là mệt, vất vả. Cái cả vấn đề mà khi mà lại vận đấy xấu thì vấn đề học hành không đến nơi chốn. Sau đấy là hết rồi đúng không? À, còn một số cái cách, ví dụ như cái cách mà xoay cung chẳng hạn, xoay cung chuyển bàn, cái này là bên tứ hóa nó hay dùng. Ví dụ nha, đây là cái cung mệnh của mình đúng không? Chúng ta muốn xem cái cung phu thê mình như thế nào thì sao? Thì chúng ta xoay này, đặt cái mệnh lên này, đây là mệnh của cung phu thê này, đây là mệnh của cung phu thê đúng không? Đấy, thế thôi, chúng ta xoay cái này sang cái cung mệnh của cung phu thê thì cứ theo thứ tự thôi. Đây là cung phụ mẫu giáp cung mệnh này, cung phụ mẫu của cung phu thê đây này, đấy, đấy. Cung phụ mẫu đấy, ví dụ xem bố mẹ chồng này chính là cung huynh đệ của mình này, đấy. Đây, nhưng mà cái này xác suất đúng cũng không nhiều đó, xem được cho người chồng là nó may lắm rồi, còn xem cho người bố mẹ của người chồng nữa thì đôi khi nó là hơi khó. Đấy, một số trường hợp nó xem được đấy nhé. Và cái cung huynh đệ này là nó nằm ở trong cái thế mà nó cung huynh đệ, nó huynh đệ nằm ở đây, phu thê của mình nằm ở đây, mệnh nằm ở đây, thì nó làm cái vai trò là ngăn cách như này. Đấy, thế là cái cung huynh đệ mà xấu này là cái vấn đề mà mình với cái người hôn phối của mình nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, gọi là có cái bức tường ngăn ngăn cách giữa hai người đấy. Đấy, một số cái cách chuyển bàn của bên tứ hóa dùng là các bạn cứ chuyển thôi, xoay chuyển thôi. Hay là từng định khi mà đến các đại vận nhé, ví dụ đến đại vận này thì cái cung mệnh được cho là lắp vào đây, lắp cung mệnh vào đây bắt đầu xoay, xoay thì đây là bắt đầu, đây là cung huynh đệ, đây là cung phụ mẫu này, đây là cung thiên di này đấy. Cái cách xoay bàn của cái bên tứ hóa đấy, nhưng mà cách này thôi, các bạn theo tam hợp thì tốt nhất là nên tam hợp thôi. Nhiều lúc là đi xem vui vui thôi, ví dụ xem bố mẹ chồng, đi xem cái cung huynh đệ này đấy, nhưng mà xoay xoay khá nhiều đấy. Cái đấy là cái tìm hiểu thêm thôi đấy. Giờ sau đây là mình xin hết cái bài ý nghĩa 12 cung trên lá số tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe kênh cho mình nhé.